Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Cơn đồng bóng Phạm Nhật Vượng, cấu trúc một thân hai đầu của chế độ toàn trị Việt Nam. Cả hệ thống báo chí như lên đồng để tán tụng dự án đầu tư xe ô tô điện của VinFast vào Mỹ, mặc dù chỉ mới có những chiếc xe mẫu bằng thạch cao được triển lãm. Thậm chí ông Thủ tướng Chính phủ cũng thay mặt VinGroup để trao tặng giải và chụp hình chung với các người được trao giải VinFuture, cho thấy ông Phạm Minh Chính cũng đóng vai trò của một nhân viên đại diện cho VinGroup. Hiện tượng này rất giống với khi thử bộ kit xét nghiệm của Việt Á mới ra đời đã được tất cả các báo chí của Đảng và Nhà nước và tuyên giáo ca ngợi lên tận trời mây, mặc dù chất lượng của bộ kit chưa hề được Tổ chức Y tế Quốc tế công nhận. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Bộ tuyên giáo thì nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình VTV của nhà nước thì nói nhiều nước đặt mua kit thép của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa mùa đại dịch, nhân dân cả nước đói khổ. Tác giả Jacham Nguyễn có bài phân tích trên báo Tiếng Dân về các động thái của VinGroup song hành đồng bộ với bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam như cấu trúc của một thân hai đầu của chế độ toàn trị ở Việt Nam. Phạm Nhật Vượng là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện đang nổi đình, nổi đám. Thời còn trẻ, ông Vượng được Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho đi du học tại Liên Xô, đế quốc Cộng sản vang bóng một thời, nhưng nay đã sụp đổ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của sụp đổ đó, ông Vượng cùng với một số người Việt Nam nhanh nhẹ ở Liên Xô buôn bán kiếm lời và phất lên nhanh chóng. Nhóm người này sau đó trở thành những nhà tài phiệt trong xã hội tư bản Cộng sản Việt Nam hiện nay. Một người thạo tin trong giới quân đội Việt Nam chia sẻ với tôi rằng ông Vượng trúng quả đầu tiên khi được tay trong giới chức trong chính quyền mớm cho một lô đất vàng tại trung tâm Hà Nội. Sau đó bán lại kiếm lời rất nhiều. Khi các công ty nước ngoài đổ xô vào Việt Nam tìm đất mở đại mai các văn phòng đại diện. Từ đó cứ thế mà lên, ông Vượng cũng như các đại gia tài phiệt Việt Nam ăn nên làm ra nhờ vào đất đai ở các thành thị cũng như khu công nghiệp. Dưới chiêu bài đất đai là sở hữu toàn dân, các nhà tài phiệt này câu kết với các giới chức tham nhũng trong đảng mua đất hoặc là gom đất với giá rẻ mạt từ số đất của nhà nước hay của nông dân, sau đó phân lô cho thuê xây cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp rồi bán lại với giá rất mắc. Khi các nhà tư bản nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, có hai khoản chi phí được xem là còn lại trên đất nước của Việt Nam, đó là tiền lương họ phải trả cho công nhân, thực chất là nông dân lao động đơn giản, và tiền họ thuê đất. Số tiền họ thuê đất đa số chạy vào túi của những người như ông Vượng và các giới chức quyền của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng cùng tập đoàn VinGroup giàu lên bằng con đường đất đai bất động sản. Sau hơn 30 năm phát triển công nghiệp, có hai tầng lớp trục lợi nhiều nhất, đó là giới tư bản nước ngoài đem lợi nhuận ra nước ngoài và hệ thống chính trị Việt Nam gồm hai phần, các tay tài phiệt như ông Vượng và các quan chức Cộng sản. Có khi tài phiệt cũng là quan chức Cộng sản luôn. Số của cải mà tầng lớp công nhân tích góp được không thể là bao nhiêu. Chỉ sau hơn một tháng bị dịch bệnh vào mùa thu năm 2021, hàng triệu người đã bị đói, phải bỏ chạy toán loạn. Nhóm nhân sự kinh tế thị trường kiểu Vượng này không sản xuất bao nhiêu giá trị thặng dư cho xã hội, mà họ chủ yếu làm giàu trên bất động sản. Rồi sau đó, khi thị trường chứng khoán thành lập, họ bắt đầu thao túng theo kiểu tiền đẻ ra tiền. Sản phẩm của VinFast thực chất chỉ là một lắp ráp của những món đồ làm ở nước ngoài, người thợ Việt Nam chỉ thêm vào được cái công siết ốc. Tình trạng không sản xuất nổi một con ốc của Việt Nam vẫn còn nguyên đó. Đó chính là cấu trúc nhân sự của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam cổ suý hiện nay mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Vế đầu về kinh tế thị trường chính là nhóm người như ông Vượng, vế sau xã hội chủ nghĩa là do các quan chức Cộng sản thủ vai. Nhóm người như ông Vượng thực chất cũng sản xuất xuất thân từ nhóm
quan chức cộng sản, cho nên ta có thể nói đó là cấu trúc một thân hai đầu của hệ thống Việt Nam hiện nay. Cơ thể một thân hai đầu này lộ ra một cách trơ trẽn qua việc công ty của ông Vượng sai bảo các viên chức công an đàn áp người dân theo ý muốn. Tại Vinshoi, trường học của ông Vượng, khi phụ huynh than phiền về học phí, công an bèn mời lên làm việc. Một khách hàng than phiền về chất lượng xe hơi VinFast cũng bị công an mời làm việc ngay lập tức. Đây là hình ảnh chủ kênh YouTube Google TV, ông Trần Văn Hoàng Công công khai tố cáo xe VinFast có quá nhiều vấn đề về chất lượng. Sau đó, ông Hoàng đã bị công an mời làm việc và phải thuê luật sư bảo vệ sự an toàn pháp lý cho mình. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, người dân Việt Nam chứng kiến một hiện tượng đồng bóng chưa từng có trong xã hội Việt Nam từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cho đến nay. Ông Vượng tham gia triển lãm xe điện VinFast ở Hoa Kỳ. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam vỡ òa, tung hô, nói là các đại công ty xe hơi trên thế giới liệu hồn trước VinFast của ông Vượng. Ông Vượng cũng lập ra một quỹ tên là quỹ VinFuture, trao hàng triệu đô la cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Báo chí của Đảng lại vỡ òa so sánh VinFuture với giải Nobel. Nếu hai sự việc chơi chẽn sai bảo công an là để thị uy của cái đầu thị trường, thì cơn đồng bóng vỡ òa xe VinFast và giải VinFuture là sự trang điểm cho cái đầu xã hội chủ nghĩa. Sự vỡ òa này có tác dụng kích thích một thứ chủ nghĩa dân tộc mù quáng của người Việt Nam nhằm mang lại tính chính danh của chế độ hiện hành, nhất là sau vụ bê bối động trời của Việt Á, vốn cũng có nguồn gốc từ cấu trúc một thân hai đầu của chế độ. Với sự thống trị của giai cấp mới, một thân hai đầu này, năng lực chế tạo thực sự của Việt Nam là trống rỗng. Gần 100 triệu người Việt Nam sống vào hai nguồn chính, đó là tài nguyên thiên nhiên, trong đó có bao gồm nền nông nghiệp lạc hậu và vốn đầu tư nước ngoài FDI để khai thác sức lao động giá rẻ. Việt Nam hiện đang dần biến thành mắt xích cho chuỗi cung ứng toàn cầu ở những khâu rẻ nhất. Quê nhà Hà Tĩnh của ông Vượng là nơi sản xuất và xuất phát các đại gia, đa số các thùng nhân tìm cách đổi ở châu Âu, bất chấp rủi ro, kể cả đánh đổi mạng sống của mình. Nói cho công bằng thì đó cũng có những người Việt trong nước làm giàu từ hoạt động sản xuất của cải, nhưng lớp này chỉ phát triển đến một mức độ giới hạn, tùy thuộc vào sự gắn bó của họ với cấu trúc hai lớp là kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa đã nêu. Nếu họ không gắn bó nhiều thì tới một mức độ nào đó họ phải chấm dứt hoặc là bị cấu trúc một thân hai đầu nuốt sống hoặc bỏ chạy ra nước ngoài. Tầng lớp trung lưu Việt Nam có sức sống độc lập vì thế không hình thành được. Cơn đồng bóng Phạm Nhật Vượng cho thấy rất rõ Việt Nam đang là một Đông Á bệnh phù với một năng lực sáng tạo trống rỗng nhưng trí não hoang tưởng thì rất vĩ đại. Đây là hình ảnh tờ báo điện tử Soha có bài nổ bom rằng 20 ngày nữa thì VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước với công lớn thế giới cả chục năm. Rồi VinFast sẽ đi trước Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, đi trước Honda 28 năm. Đây là kiểu giật tít câu view kỳ lạ theo kiểu nói dối không biết ngượng mồm của báo chí nhà nước Việt Nam. Về thông tin VinFast đang chuẩn bị đầu tư sản xuất ô tô điện tại Đức, Facebook Nguyễn Dẫn Đôn từ Berlin cũng đưa ra bình luận như sau: giàu lên từ đất và những mối quan hệ đầy toan tính. Việc Phạm Nhật Vượng không sản xuất xe xăng tiếp ở Việt Nam mà chuyển sang Đức đầu tư sản xuất xe ô tô điện để cùng cạnh tranh khốc liệt với thị trường ở Đức, tôi thấy đây là hiện tượng không bình thường. Ở Đức và phương Tây này, họ có rất nhiều những nhà khoa học kinh tế lỗi lạc. Ví dụ, những đường lối, học thuyết tạo ra gói kích cầu, phương thức điều chỉnh mức thất nghiệp, nợ công và lạm phát của Adam Smith, John Maynard Keynes, họ có ngót 100 năm nay mà mình bây giờ mới biết đến. Ngày đội trẻ như bây giờ, các cháu như con chúng tôi bên này cũng được đào tạo rất quy củ, chuyên sâu, có bài bản và được áp dụng, thực tập ngay. Trước khi các cháu nhận văn bằng, các cháu đã vững vàng nghề nghiệp và chuyên môn. Chứ không phải họ xuất thân từ một người học về mỏ của một nước cộng sở chủ nghĩa xã hội, không nghĩ đến đào tạo, chuyên sâu và đào đất để tìm quặng, lại nghĩ ra trò làm mì khô và móc ngoặc với chính phủ, mua đất một xu bán ra ba đồng để đào bới tiền từ túi dân theo kiểu gà tổ ăn chuyện cuối say như mình đâu.
cái kiểu xử sự dân như vặt lông nhau, làm đau khổ cho nhau để kiếm tiền luẩn quẩn như vậy của người trí thức, của ông chủ hãng hay của một người lãnh đạo là một sự xót xa và tội lỗi. Nó làm cho dân tộc ta bất hạnh, gây ra nhiều thủ án và không sáng láng lên được. Nên tôi nghĩ anh Vượng sang đây mục đích là để rửa tiền và giữ tiền cho mình và cho các quan chức thì được. Nhưng để múa võ dương ngoài, làm vương làm tướng ở đây là chuyện không tưởng, mặc dù anh có rất nhiều tiền. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux A2.0 tự nhiên bốc cháy vào tối ngày 5 tháng 12 năm 2021 tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Trước đây cũng có tin bài về hình ảnh xe VinFast tự nhiên bốc cháy trên các cao tốc trung lương. Trên mạng đưa tin anh có tới 8 tỷ Mỹ Kim, mà nếu như anh có hơn cả như thế nữa cũng không là gì so với các tập đoàn của mấy đại gia miền Đức. Mà Phật đã dạy rồi, con người sẽ khổ vì tham, tiền mình có lại không hoàn toàn trong sạch thì quả báo cũng sẽ đến. Tôi mà như anh đầu tư vào bệnh viện, ngành y trong nước cho người dân được sung sướng, hưởng phước hạnh của anh, hay ngành giáo dục cho tươm tất hoặc ngành nông nghiệp sản xuất và chế biến ra nông sản sạch đạt tiêu chuẩn để tự cung cấp và xuất khẩu ra các nước mà không bị trả về và bị phụ thuộc vào ông bạn vàng. Những thứ đó là trong tầm tay của anh và của nhà nước ta, chứ lao vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật của người khổng lồ để thể hiện màu cờ sắc áo ở những nước văn minh hơn mình mấy cái đầu thì quả là mạo hiểm. Còn sau này anh lắp ráp thành công cái ô tô hay cái xe cút kít chạy bằng pin con thỏ ở bên Đức thì vì tình nghĩa đồng bang ta vẫn cứ vỗ tay giả vờ hoan hỉ. Đâu có cần phải mua xe của anh để thằng chẳng may gãy trục. Tóm lại, theo ý kiến chủ quan của tôi thì việc anh Vượng vươn tay sang Đức là rất có thể đồng nghĩa với việc đang trên đà sụp đổ của một thể chế trong tương lai. Chả khác gì mấy bà cụ già gần đất xa trời ở quê mình hay có cái trò đem giấu tiền đi, nằm gác tay lên trán xem sẽ trao cho đứa con nào. Đứa con ở đây chính là thể chế. Ông Nguyễn Gia Đồn đã đưa ra quan điểm của mình như vậy. Kính mời các bạn xem bản tin tại Việt Nam, gian lận học thuật là ngành kinh doanh rất lớn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, các đại học, học viện, trường đại học và đào tạo trình độ đại học có 78.250 giảng viên, trong đó có 679 giáo sư, 4.831 phó giáo sư, 17.035 tiến sĩ, 46.251 thạc sĩ và 9.500 trường đại học. Tuy nhiên, rất nhiều lời đã than phiền rằng các sáng chế phát minh lại để chỉ đến từ những anh hài lúa, nhà quê học chưa hết lớp 12 và rằng những lò ấp tiến sĩ chủ yếu tạo ra những sản phẩm dởm, thậm chí cả những người đã học ở nước ngoài. Bài viết tại Việt Nam, gian lận học thuật là ngành kinh doanh lớn đã được đăng tải trên trang ASEAN Xem Thêm và được thân hữu Việt Studio chuyển ngữ mô tả trong thị trường biết thuê, luận án, bài tập đang nở rộ như thế nào trong nước. Lúc 4 giờ sáng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, một phụ nữ tự xưng là Nguyễn đã cố gắng để không đánh thức đứa con trai sơ sinh. Cô đang có một bài thi trực tuyến môn kinh doanh căn bản ở Úc phải làm trong một giờ nữa. Không phải buổi thi của cô, chỉ là bài kiểm tra cuối khóa mà cô được thuê làm. Đây là hình ảnh biếm họa trên báo Tuổi Trẻ cười về sự lạm phát tiến sĩ với những đề tài nghiên cứu vô bổ và ngớ ngẩn. Trong một giờ, một người lạ sẽ sao chép các câu hỏi của đề thi vào một văn bản Google Doc và gửi cho cô. Nguyễn có 2 tiếng rưỡi đồng hồ để làm bài và gửi lại câu trả lời. Nguyễn là một trong những đội quân viết thuê đang biến trò gian lận học thuật thành một ngành kinh doanh lớn ở Việt Nam, vượt xa những hành vi gian lận và hối lộ thông thường. Và nhờ phép thuật toán điện tử của Internet, gian lận học thuật đã vượt ra ngoài biên giới ở Việt Nam, không chỉ đến Úc mà còn đến với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và rất nhiều nơi khác, nơi sinh viên và học giả thích móc ví trả tiền hơn là trong đèn học tập. Nơi sinh viên yếu kỹ năng ngôn ngữ nhưng có cha mẹ rất giàu. Thuê người khác viết hộ một bài báo hoặc một luận án sao cho có vẻ thực là chuyện dễ và gần như chắc ăn, nhưng không hề rẻ. Báo chí Việt Nam gần đây đưa tin thị trường mua bán chất xám sôi động chưa từng thấy. Có thông tin rằng những người đã tốt nghiệp tiến sĩ
nhưng khó kiếm sống bằng công việc của nhà nghiên cứu tại các cơ sở công lập đang ngày càng chuyển sang nghề viết thuê. Khách hàng sẽ trả từ 1.000 cho đến 9.000 đô la Mỹ cho một bài báo được đăng trên một tạp chí học thuật. Tất nhiên, gian lận không phải chỉ có ở Việt Nam, tôi thường nghe nói rằng ở Trung Quốc còn tệ hơn rất nhiều. Như một bài báo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chỉ ra, chuyện quá thường xuyên là sinh viên đến Hoa Kỳ học tập mà không hiểu gì về đạo văn và cách tránh sử dụng các tác phẩm của người khác. Theo Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Wordrent, tỷ lệ sinh viên Trung Quốc bị trục xuất vì không trung thực trong học tập và đạo văn đã tăng lên hàng năm, đạt tới 33,5% vào năm 2017. Cô Nguyễn đã đọc lướt qua cuốn sách giáo khoa và tất cả các sách và học sinh có gửi cho qua người đại diện trên mạng trực tuyến cho cô. Vì thời gian gấp rút nên cô được trả tiền gấp đôi mức thông thường. Khách hàng còn hứa rằng sẽ có thêm tiền thưởng nếu anh ta đạt trên 75 trên 100 điểm trở lên. Đây là hình ảnh viết thuê luận văn là một nghề ăn nên làm ra hiện nay ở Việt Nam. Tôi thậm chí còn đang căng thẳng hơn là khi tôi thi vào đại học vào lớp 10 năm trước, cô Nguyễn nói. Viết thuê chuyên nghiệp là một công việc linh hoạt về thời gian. Cuối ngày hôm đó, cô Nguyễn sẽ phân tích một vở kịch của anh dài 2.500 tờ cho một sinh viên chuyên ngành văn chương Anh tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Cái khó của cô là phải làm bài với 5 phiên bản khác nhau cho 5 khách hàng trong cùng một lớp. Giúp các sinh viên kém đạt được điểm cao hiện là nguồn thu nhập chính của cô Nguyễn. Cô nhận đơn đặt qua email từ nhiều đại lý khác nhau mà cô chưa từng gặp mặt. Cô Nguyễn tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013, 6 năm sau, khi mang thai đứa con thứ hai và cần thêm thu nhập, cô nhớ tới một người bạn cùng lớp đại học đã quảng cáo cho nghề gia sư dạy viết. Mặc dù không tiết lộ thu nhập từ nghề viết thuê, Nguyễn khẳng định việc gian lận theo hợp đồng thì ít căng thẳng hơn và được trả lương cao hơn so với công việc hành chính từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà cô làm trước đây. Trên các trang mạng chuyên nghiệp hoặc các nhóm Facebook, các đại lý tìm kiếm những kẻ gian lận theo hợp đồng dưới chiêu bài hỗ trợ làm bài với lời hứa là về làm việc hoàn toàn từ xa, tiền lương, tiền thưởng cao và có cơ hội trau dồi kỹ năng tiếng Anh. Phần lớn khách hàng là những người ghi danh theo học chương trình tiên tiến được gọi là nâng cao ở Việt Nam với mức học phí cao hơn nhiều so với các trường đại học của nhà nước, học theo giáo trình nước ngoài, có giáo viên nước ngoài và chủ yếu dạy bằng tiếng Anh. Các khách hàng bao gồm sinh viên Việt Nam tại các trường đại học Úc và học sinh Việt Nam tại các trường trung học Bắc Mỹ, du học Mỹ trước hết. Trường hợp của Hưng đã khởi nghiệp về nghề viết thuê trong thời gian du học ở Mỹ và sau đó về Việt Nam thành lập công ty viết thuê của riêng mình trên nền tảng Facebook cách đây 10 năm. Trung bình mỗi tháng anh nhận được 100 đơn hàng, anh nói. Đây là hình ảnh vụ bằng giả Đại học Đông Đô với 55 người đã sử dụng bằng giả để làm tiến sĩ mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những trường hợp gian dối cấp bằng ở Việt Nam và con số này không hề nhỏ. Theo anh, hầu hết các đơn hàng đặt hàng đều đến từ những khách hàng quen thuộc, một số yêu cầu làm bài tập cho cả học kỳ cho một hoặc nhiều môn học. Sau lần đặt hàng đầu tiên, các khách hàng đó thường quay lại nhiều lần cho đến khi họ tốt nghiệp, Hưng nói. Anh đang tự mình phải làm luận án cao học quản trị kinh doanh cho một sinh viên Việt Nam tại Đài Loan đặt hàng. Anh làm mọi việc từ xa, đề xuất nghiên cứu đến bảng văn cuối cùng. Đây là việc công việc cuối cùng của anh cho một khách hàng đã thuê dịch vụ của anh suốt 4 năm qua. Hưng cho biết khách hàng thậm chí còn giao tài khoản email cho anh để anh có thể trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn của cậu ta. Tôi sắp đưa bảng tiếng Anh trang web của mình lên trang Facebook. Hưng nói thêm và cho biết cơ sở khách hàng của anh đã được mở rộng qua phương thức chuyển miệng. Anh cũng đã nhận được 4 đơn đặt hàng từ các sinh viên của Trung Quốc. Với vai trò đại lý, Hưng đặt giá tùy thuộc vào mức độ quen thuộc của khách hàng, quốc tịch của họ, mức độ khẩn cấp và khó khăn của công việc, và tùy vào việc có sẵn hay không những người viết thuê có năng lực để hoàn thành công việc một cách tỉ mỉ và đúng hạn. Một bài tập về chính trị quốc tế chắc chắn tốn nhiều tiền hơn một bài luận về tiếp thị, Hưng nói. Đơn đặt hàng được coi là chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng nhận được điểm số. Và các đại lý không bao giờ đứng về phía người viết,
họ sợ bị giáp mặt khách hàng trên mạng trực tuyến và mất lượng khách hàng của mình, cô Nguyễn đã nói. Đây là hình ảnh du học sinh Việt Nam, việc sinh viên nước ngoài dựa vào người viết thuê được cho lan tràn ở các trường đại học tại Úc. Người quản lý quan hệ truyền thông đại học ở Melbourne cho biết tất cả sinh viên mới nhập học, bao gồm cả sinh viên quốc tế, đều phải hoàn thành khóa đào tạo về tính liêm chính trong học tập và thường xuyên được nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến gian lận dưới mọi hình thức. Bài làm thuê theo hợp đồng có thể được xác định bằng cách đánh giá sự khác biệt về phong cách hoặc năng lực của sinh viên, hoặc bằng cách phát hiện cách làm bài luận văn được sử dụng. Cô Catherine đã nói như vậy. Còn cô Nguyễn thì thừa nhận đã được hưởng lợi về mặt trí tuệ từ công việc viết thuê có lợi nhuận cao và rủi ro thấp của mình. Cô nói, công việc đó cho tôi nhiều cái nhìn sâu sắc vào các hệ thống giáo dục khác biệt rất nhiều so với Việt Nam. Cô tuyên bố cũng không có bất kỳ sự e ngại nào về mặt đạo đức đối với những công việc viết thuê bài làm cho sinh viên. Cô cũng nói cô sẽ tiếp tục làm việc đó cho đến khi tìm được một công việc mới hoặc toàn thời gian trả lương cao hơn. Suy cho cùng, điều đó không có gì mới. Đã thấy gian lận trong học tập ngay từ khi cô mới bước chân vào trường đại học. Các trường trung học và đại học của Việt Nam tràn ngập nạn đạo văn dưới mọi hình thức. Câu nói học thật bằng giả, chỉ những người vượt qua gánh nặng điểm kém bằng cách xuất trình bằng cấp giả mạo khi đi xin việc, trong khi học giả bằng thật ám chỉ văn bằng thật nhưng có được bằng cách ghi danh theo học, nhưng thường xuyên trả tiền để các tay viết thuê làm bài tập, viết luận văn thay cho mình. Đạo văn cũng đang đầy rẫy trong giới quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí của nhà nước Việt Nam cũng thường đưa tin về tình trạng các quan chức cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam học giả đạo văn và bị phanh phui. Vào năm 2018, hàng trăm sinh viên đã tố cáo ông Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Đại học Nguyễn Đức Tồn đạo văn. Đây là hình ảnh học Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Nguyễn Đức Tồn và cuốn sách bị tố cáo là đạo văn. Họ nói ông đã xuất bản một cuốn sách bao gồm các bài làm của sinh viên như là tác phẩm riêng của ông và còn buộc tội chính những sinh viên đó khi họ trích dẫn sách ấy mà không ghi công xứng danh cho ông. Dù vậy, Tồn vẫn được phong hàm giáo sư thực thụ không phải vì tài năng nghiên cứu mà vì nhân đạo và lòng vị tha. Mặc dù các đồng sự của ông đã gửi một lá thư ngỏ lên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ, nhưng Tồn chỉ bị phạt chấm dứt hợp đồng với viện mà thôi. Cũng trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã bị tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng của Đại học Pháp tố cáo là đạo văn và trích dẫn giả mạo. Tiến sĩ Dũng đã gửi một bản báo cáo dài 10 trang lên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam. Báo cáo cũng lan truyền trên mạng, dẫn đến lời kêu gọi ông Bộ trưởng Nhạ phải từ chức. Tới cuối năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk là Bùi Văn Cường đã bị một giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng tố cáo là đạo văn trong luận án tiến sĩ của ông ta. Sau đó, thay vì chuyển vấn đề đến một nhóm chuyên gia độc lập xem xét, một bộ phận của Trung ương Đảng đã bác bỏ lời cáo buộc là hoàn toàn vô căn cứ. Bùi Văn Cường sau đó được thăng chức, trong khi đó người tố cáo ông Cường được cho là đã gửi khoảng 200 lá đơn thư tố cáo ông đến các cơ quan, thông tấn và báo chí. Nhưng kết quả là vừa qua anh ta đã bị bắt vì tội phỉ báng. Nói chung, công chúng Việt Nam nghe những chuyện này mà chỉ nhún vai. Trong lĩnh vực giáo dục cũng như các lĩnh vực khác, những vụ lùm xùm như vậy là những chuyện thường ngày quá quen thuộc. Điều đó cũng dẫn đến tệ nạn đạo đức và xã hội ở Việt Nam ngày càng xuống cấp, nhất là trong hàng ngũ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.